chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác sự thật tuyệt vời. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, may mắn ngập tràn, tiền vàng đầy két, phất lên như diều gặp gió, giàu có nhất vùng thiên hạ. Đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống chúng ta luôn tìm kiếm những thời điểm thuận lợi để thực hiện các kế hoạch và dự định quan trọng. Đối với những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thì từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 này hứa sẽ hẹn mang đến một thời điểm vàng, một giai đoạn đặc biệt mà vận may và tài lộc sẽ ghé thăm, mang lại nhiều niềm vui và cơ hội thăng tiến. Bản mệnh có tò mò muốn biết thời điểm vàng này sẽ bắt đầu từ ngày nào và những điều tốt đẹp gì đang chờ đón bản mệnh trong khoảng thời gian này không? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết tử vi của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong thời điểm vàng đặc biệt này từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Video hôm nay sẽ giúp bản mệnh nắm bắt những thông tin quý báu, từ đó tận dụng tối đa vận may để đạt được những thành công ngoài mong đợi. Thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch không chỉ đơn thuần là thời gian mà các sao tốt chiếu mệnh, mà còn là cơ hội để người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 khẳng định bản thân, vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu đáng kể. Hãy tưởng tượng rằng, trong 7 ngày đặc biệt này, mọi việc bạn làm đều thuận buồm xuôi gió. Từ công việc kinh doanh đến các mối quan hệ cá nhân, đó chính là sức mạnh của thời điểm vàng mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý khán giả những thông tin chi tiết và những lời khuyên hữu ích để bản mệnh có thể chuẩn bị tốt nhất cho thời điểm vàng này. Hãy cùng tìm hiểu xem mình cần phải làm gì, tránh những điều gì và cách tận dụng tối đa cơ hội để biến thời điểm vàng này thành thời điểm bùng nổ của sự nghiệp và cuộc sống. Hãy chuẩn bị sẵn sàng và cùng chúng tôi bước vào hành trình khám phá tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 trong thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, đã sinh ra trên trần thế này thì không có ai là không mong cầu sự giàu sang, phú quý, sung sướng, đủ đầy, làm ăn thuận lợi, hanh thông, làm đâu thắng đấy. Nhưng cuộc sống không bao giờ diễn ra theo cách mà chúng ta mong muốn. Và trên thực tế không phải ai cũng may mắn hanh thông, thậm chí có người dù cố gắng vắt óc suy nghĩ, tính toán ngày đêm mà vẫn cứ thất bại liên tiếp. Làm đâu thua lỗ ở đó, càng làm càng thêm nợ, làm việc quần quật như trâu mà vẫn chẳng khá khẩm lên được. Và nếu từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 này, cô bác Ất Tỵ nếu biết và tránh được một số tai ương sẽ nói sau đây, thì cơ hội đổi đời giàu to, xóa sạch nợ nần, biến thành đại gia đã nắm chắc trong tay cô bác đến 50% rồi đấy. 50% còn lại là do cô bác có xem hết video này và tận dụng triệt để được cơ may của mình hay không mà thôi. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 là con giáp khôn ngoan, thông thái, hấp dẫn và cũng bí ẩn nhất trong 12 con giáp. Sự mềm dẻo là đặc điểm nổi bật của tất cả các loài rắn và điều này cũng đúng với người sinh năm Tỵ. Đó là bí quyết giúp họ có thể sử dụng và tập trung cao độ năng lượng bên trong để thành công. Cũng giống như rắn thường ngủ đông khi trời giá lạnh và xuất hiện khi trời ấm áp, Ất Tỵ thường tỏa sáng ở những tháng thời tiết ấm áp. Nếu sinh vào giữa trưa của một ngày hè nóng bỏng thường hạnh phúc hơn người, nếu sinh vào nửa đêm của một ngày đông lạnh giá. Người xưa cho rằng, Ất Tỵ sinh vào một ngày bão tố có thể gặp khó khăn, nguy hiểm suốt cuộc đời. Ất Tỵ cũng rất bền bỉ, họ sẽ kiên định theo đuổi mục tiêu, bất kể điều đó có khó khăn tới mức nào, họ hết sức kiên định trong mọi việc. Ất Tỵ rất ghét bị thất bại, hiếm khi thấy họ để mất thời gian hay năng lượng vào những công việc không hứa hẹn tiềm năng lớn. Trực quan và khả năng trí tuệ của Ất Tỵ vượt trội so với tư duy logic, họ thường nghe theo bản năng và cảm xúc chứ không để tâm nhiều tới các dữ liệu. Con giáp này rất tự tin và chẳng mấy quan tâm tới quan điểm của người khác, họ thường chỉ dựa vào phán đoán của chính mình. Ất Tỵ thích đưa ra lời khuyên hơn là nhận chúng, vì bản tính cứng đầu và thói quen từ chối. Những lời góp ý có tính xây dựng khiến Ất Tỵ có thể gặp phải những rắc rối không cần thiết. Tuy khó chấp nhận lời khuyên của người khác, nhưng họ lại khá kiên nhẫn khi giúp đỡ mọi người. Khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau của họ được đánh giá rất cao. Khi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Ất Tỵ thường phản ứng nhanh chóng và không do dự, vì họ tuyệt đối tin tưởng vào điều mình làm. Ất Tỵ có miệng lưỡi khá trơn tru và rất phù hợp với ngành triết học. Con giáp này có khả năng nhanh chóng nắm bắt những tình huống phức tạp và lặng lẽ giải quyết chúng. Tính tổ chức, khả năng tiếp thu những kỹ năng mới và trí nhớ tuyệt vời giúp họ hoàn thành tốt công việc.
Họ phù hợp hơn với công việc độc lập để có thể tự do di chuyển và làm việc theo nhịp điệu của mình, không bị ai chi phối trong bất cứ công việc gì. Họ cũng tính toán hành động của mình sao cho không lãng phí cả về sức lực, thể chất lẫn tinh thần. Công việc mà họ ghét nhất là làm việc trong một hệ thống dây chuyền. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Ất Tỵ sẽ rút về nghỉ ngơi và tiếp tục suy nghĩ, nhưng họ cũng chẳng cần nhiều thời gian để tái nạp năng lượng và sẵn sàng cho những thách thức mới. Ất Tỵ cũng nổi trội trong quan hệ công chúng hoặc khi thực hiện các nhiệm vụ tinh tế với vai trò trung gian hòa giải. Họ thường quan sát tình hình trước, phân tích kỹ lưỡng rồi mới nhảy vào cuộc. Ất Tỵ thường có hiểu biết sâu sắc về triết học. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Ất Tỵ dành rất nhiều thời gian suy nghĩ nhưng không phải loại người hay lo. Họ dùng thời gian yên tĩnh để chiêm nghiệm. Họ khát khao học hỏi. Điều này khiến cho tính cách của Ất Tỵ vô cùng phức tạp. Điều họ quan tâm liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt. Kỹ năng giao tiếp của Ất Tỵ rất tốt. Họ tuyệt vời trong ứng xử, không bao giờ ầm ĩ hoặc ăn nói gay gắt. Bên cạnh đó, họ khá bảo thủ và hay nghi ngờ. Con giáp này thích những cuộc chuyện trò thú vị, nhưng rất ghét những chuyện vô bổ, phù phiếm hoặc nếu câu chuyện lặp đi lặp lại, thì họ sẽ chuyển sự chú ý đi nơi khác ngay. Bạn đừng bao giờ mong có thể nói chuyện lâu với họ về những đề tài nhàm chán, chẳng hạn như thời tiết. Họ chỉ thích tập trung vào những ý tưởng mới khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tuy sẵn lòng chia sẻ kiến thức, nhưng Ất Tỵ không thích tiết lộ suy nghĩ hay cảm xúc của mình cho bất cứ ai. Họ thường giữ kín bí mật cuộc sống riêng. Nguyên nhân một phần là do sự thiếu lòng tin ở những người khác. Rắn rất giỏi chờ đợi. Chúng có thể chờ hàng tháng, hàng năm, kiên nhẫn quan sát con mồi. Rồi khi thời cơ tới, chúng sẽ dồn toàn bộ sức lực và ra tay. Cũng giống như vậy, nếu Ất Tỵ không bằng lòng với ai đó, họ có thể nín nhịn và giữ mối hận trong nhiều năm mà không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Rồi một ngày, khi gặp thời điểm thích hợp và ít ngờ nhất thì họ sẽ tấn công trở lại. Không chút thương xót, không một con giáp nào khác có thể kiên nhẫn như Ất Tỵ. Tốt nhất là đừng bao giờ làm kẻ thù của tuổi này. Một đặc điểm chết người trong cá tính của Ất Tỵ là xu hướng quá đà trong giúp đỡ bạn bè hoặc trong bất cứ việc gì. Nếu để ý giúp ai, họ sẽ bị ám ảnh bởi việc này một cách khác thường và có thể khiến đối tượng ngạt thở vì sự giúp đỡ này. Đôi khi Ất Tỵ có thể trở nên phụ bạc, mưu mẹo, không ngại ngần hy sinh người khác vì bản thân mình. Bản chất tính toán khiến con giáp này khó tha thứ hoặc quên những việc làm họ không hài lòng. Nếu bạn đâm vào lưng người Ất Tỵ một nhát, thì nhiều khả năng chuyện này sẽ chẳng bao giờ được bỏ qua. Hãy chuẩn bị sẵn sàng với đòn trả thù, vì họ sẽ luôn là người nói lời cuối cùng. Ất Tỵ thường là những bậc cha mẹ hiểu biết, có thể đặt mình vào vị trí của con. Họ luôn cố gắng đảm bảo tính khách quan trong vai trò làm cha mẹ. Họ tìm cách hiểu quan điểm của con và biết giữ bí mật tuyệt đối những điều mà con chia sẻ. Nam mệnh và nữ mệnh Ất Tỵ đều có ngoại hình đẹp và chăm chút tạo dựng hình ảnh của mình. Họ có gu thẩm mỹ cao trong ăn mặc, vốn tính cẩn thận nên khá kén chọn khi tìm bạn đời và chỉ chấp nhận những lựa chọn tối ưu. Con giáp này thường bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và cách ứng xử tinh tế của đối tượng. Khi đã ưng ai đó, họ sẽ làm tất cả để chiếm được trái tim người trong mơ. Trong tình yêu, Ất Tỵ thường cảm thấy bất an và có xu hướng là người tình, thích sở hữu và hết sức ghen tuông, kể cả khi đã bước ra khỏi mối quan hệ nào đó. Mong muốn sở hữu vẫn tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc đời của con giáp này. Hành động của họ có thể khiến bạn đời hay người yêu phải xa lánh. Tuy vậy, Ất Tỵ vẫn có sức hấp dẫn đặc biệt khó cưỡng và là một người bạn tình hào phóng, tràn đầy yêu thương. Bạn đời tốt nhất cho Ất Tỵ là người cho họ sự tự do, nhưng cũng khiến họ cảm thấy được an toàn và ngưỡng mộ. Do không hướng ngoại, thiếu cởi mở nên Ất Tỵ thường không có nhiều bạn. Bạn bè có được thường sẽ là cả đời. Ất Tỵ rất quan tâm tới bạn bè, nhưng họ sẽ vô cùng tức giận và nhanh chóng lùi lại nếu nghi ngờ ai đó đã lợi dụng lòng tin của mình hoặc làm tổn thương người thân của mình. Bị từ chối hay bỏ rơi sẽ là điều khủng khiếp nhất đối với sự tinh tế của Ất Tỵ. Họ cần được đón nhận, chào mừng, chấp thuận bởi những người mình gặp. Ất Tỵ khá chặt chẽ về tiền bạc, nhưng lại hào phóng với bạn bè và gia đình. Con giáp này không mấy khi cho ai vay tiền, nhưng sự cảm thông với người khác lại dễ dàng khiến họ ra tay giúp đỡ, tuy rằng sự giúp đỡ này mang tính tinh thần nhiều hơn là vật chất. Trong kinh doanh, Ất Tỵ rất thông minh,
biết kéo dài thời gian thỏa thuận để ra tay hành động chớp nhoáng khi thời cơ chín mùi. Ất Tỵ thường gặp may mắn về tài chính và có thể có một cuộc sống đầy đủ. Con giáp này thích sống trong sung túc, mọi thứ trong nhà của họ đều tiện nghi và đẹp đẽ. Hoạt động yêu thích trang trí, sắp xếp lại và bảo dưỡng các đồ đạc quý, dành ngày nghỉ yên tĩnh để nghe nhạc, đọc sách và nghiên cứu các môn khoa học phức tạp. Con giáp này cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc khi cuộn tròn trong chiếc ghế êm với cuốn sách trong tay. Tuy bề ngoài có vẻ lười biếng, nhưng bộ não của họ lại làm việc không ngừng nghỉ, liên tục lên chương trình và gieo mầm cho tương lai. Nghề nghiệp phù hợp với Ất Tỵ như triết học, giáo viên, nhà văn, nhà khoa học, nhân viên điều tra, thợ kim hoàn, bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm lý, luật sư, nhà lãnh đạo tinh thần, nhà chiêm tinh, ảo thuật gia, họa sĩ, thiết kế nội thất, quan hệ công chúng. Nữ mệnh Ất Tỵ thì cuộc đời vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, mọi sự được như ý nguyện, ít khi gặp phải rủi ro, trắc trở. Nếu có gặp phải khó khăn cũng luôn được bạn bè, người thân, quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong công việc và cuộc sống. Nam mệnh Ất Tỵ có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, cho đến hậu vận mới được thảnh thơi, dễ chịu. Theo vận trình tử vi trọn đời, mệnh chủ khá tốt, số gặp may mắn và có quý nhân phù trợ, thường được nhiều tài lộc bất ngờ. Tuy nhiên, thu nhập của bạn lại không nhờ vào sức lực của bản thân hay tri thức phong phú, mà chỉ là do vận may thôi. Nhưng vận may như vậy không phải lúc nào cũng đến, nếu không nắm chắc thời cơ thì là có lỗi với bản thân. Thường thì nguồn tiền tài của họ không phải là do kết quả vất vả kinh doanh, mà là nhờ vào một số lần đầu tư mang tính chất thời cơ. Ất Tỵ chẳng bao giờ rầu rĩ về chuyện tranh giành tiền bạc, dường như họ luôn có vận may trời ban về tài lộc. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Theo tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ cho thấy, vận trình của bản mệnh Ất Tỵ sinh năm 1965 được dự báo có tốt có xấu, có may có rủi. Cô bác cần sẵn sàng tinh thần nắm bắt các cơ hội và chủ động trong việc giải quyết các rắc rối, như vậy mới chứng minh được bản thân, tạo ấn tượng tốt với mọi người. Trong thời điểm này có nguyệt lệnh đế dượng soi chiếu, con đường sự nghiệp của bản mệnh có dấu hiệu phát triển rõ rệt. Cô bác thể hiện được khả năng của mình khi hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó, thậm chí còn là người dẫn đường cho cả tập thể. Hãy giữ vững phong độ của mình, cô bác có cơ hội được cất nhắc lên những vị trí cao hơn hoặc được giao cho nhiều trọng trách. Phương diện tài chính cũng có nhiều khởi sắc, những thành tích tốt trong công việc giúp cô bác Ất Tỵ nhận được nhiều khoản hoa hồng, thưởng nóng, thậm chí có người còn được tăng lương, đảm bảo tương lai ổn định hơn. Với người làm kinh tế, cô bác khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, nên khách hàng ngày càng đông đúc, không sợ đối thủ cạnh tranh. Tiếc rằng, phương diện tình cảm lại không được suôn sẻ như vậy, có lẽ cô bác quá bận rộn công việc nên có phần thờ ơ với gia đình. Thêm vào đó, cô bác còn thường xuyên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt nửa kia nghe theo nên mối quan hệ vợ chồng có phần căng thẳng. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, nhiều cơ hội sự nghiệp sẽ đến với người tuổi Ất Tỵ trong thời điểm này. Nhờ có sự hỗ trợ của cục diện nguyệt lệnh lâm đế dượng, hãy luôn sẵn sàng tinh thần phấn đấu, Ất Tỵ sẽ chạm tay vào những cái đích mà mình đặt ra trước đó. Thời điểm này, Ất Tỵ giữ được đầu óc tỉnh táo, nhanh nhạy, nên thường đưa ra được những ý kiến đóng góp xác đáng, giúp tập thể giải quyết được nhiều khó khăn còn tồn tại. Thêm vào đó, bạn rất tự tin, sẵn sàng thể hiện bản lĩnh, nắm vai trò lãnh đạo, hướng dẫn mọi người nên dần dần tạo được vị thế trong tập thể. Lãnh đạo có thể giao cho Ất Tỵ những nhiệm vụ trọng đại hoặc cất nhắc thăng chức cho bạn. Vì thế, dù vất vả thì bạn cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, Ất Tỵ thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng và đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể thoát khỏi lối mòn. Bạn cũng có cách hành xử đúng đắn, biết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên nên được nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, thái tuế hung tinh xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ những nguy cơ vẫn còn ẩn tàng,
bản mệnh làm việc gì cũng cần cẩn thận, không nên kiêu ngạo hoặc lơ là để sót những chi tiết nhỏ gây ảnh hưởng đến chất lượng của công việc. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của tuổi Ất Tỵ có những bước tiến tích cực từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này. Những gì các bác gặt hái được là thành quả cố gắng trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, bạn có thể an tâm tận hưởng và thưởng cho mình một món quà nào đó. Với người làm công ăn lương, các bác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên không thể thiếu các khoản thưởng nóng, hoa hồng. Thậm chí có một số người còn được nhận quyết định thăng lương. Nếu thấy tự tin vào thành tích và cống hiến của mình cho tập thể, bạn cũng có thể chủ động đề cập việc thăng chức, tăng lương với lãnh đạo. Với người làm kinh tế, các bác khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên khách hàng đổ tới ngày càng đông đúc. Các bác chỉ cần tập trung làm tốt trong lĩnh vực của mình thì không sợ đối thủ chơi xấu, tiền bạc sẽ đổ vào túi đều đều. Những người có ý định làm thêm các công việc tay trái cũng có thể bắt tay và tiến hành ngay trong thời điểm này. Tất nhiên, bắt tay vào một công việc mới, các bác sẽ không tránh khỏi trắc trở, song hãy kiên định và tin tưởng vào tương lai, công sức của các bác sẽ không uổng phí. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, có chút đáng tiếc là phương diện tình cảm của các bác lại không suôn sẻ được như sự nghiệp. Có thể công việc quá bận rộn, các bác quá tập trung vào sự nghiệp nên lơ là việc quan tâm đến một ai đó. Với những người đã lập gia đình, thầy Tử Vi có lời khuyên rằng dù bận rộn đến mấy thì các bác cũng nên dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến người thân. Đặc biệt, các bác không nên dồn mọi trách nhiệm chăm sóc nhà cửa, con cái lên đầu người vợ của mình. Nếu bận rộn quá đến mức không sắp xếp được thời gian, các bác nên chủ động trao đổi với người ấy để vợ chồng thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Ngoài ra, các bác cũng cần đặt bản thân mình vào vị trí của người ấy, chớ nên đưa ra những yêu cầu vô lý, bắt người ấy phải nghe theo. Nhiều khi những điều các bác cho là đúng chưa chắc đã phù hợp với thực tế, chưa chắc đã là tốt nhất cho người nhà. Người độc thân có vẻ quan tâm đến sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân hơn là xây dựng quan hệ với một người nào đó. Chính vì vậy mà các bác khá thờ ơ trong việc trò chuyện, tiếp xúc với người khác giới. Tuy nhiên, các bác cần chú ý hơn khi hành xử với mọi người, chớ đưa ra những lời từ chối quá phũ phàng hoặc cố tình làm ngơ đối phương. Các bác cần tìm ra cách hành xử tế nhị hơn, đừng làm tổn thương những người chân thành với mình. Xét về phương diện sức khỏe, các bác tuổi Ất Tỵ không gặp phải vấn đề sức khỏe đáng kể nào trong thời điểm này. Các bác duy trì được tinh thần tích cực, hăng hái, nên luôn sẵn sàng bắt tay vào làm mọi việc, thậm chí còn truyền cảm hứng được cho mọi người xung quanh. Hãy duy trì thói quen tập thể dục thể thao, sinh hoạt điều độ, ăn uống lành mạnh, các bác sẽ luôn có sức khỏe để làm mọi điều mình mong muốn. Thái tuế xuất hiện, các bác nếu có việc cần phải đi xa thì nên chú ý an toàn giao thông để tránh những tai nạn bất ngờ. Hãy tuân thủ luật lệ và tránh điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Đối với nữ mệnh tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, xem tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ nữ mệnh cho thấy vận trình kém sắc hơn so với nam mệnh. Dấu hiệu bình ổn thấy rõ, nhưng vẫn còn những xáo trộn khi có hung tinh thái tuế tác động mạnh trong thời điểm này. Sức khỏe của bản mệnh giảm sút, ốm đau, bệnh tật gây hao tốn tiền của để chữa trị. Về công việc làm ăn cũng không được thuận lợi, dễ vướng vào kiện tụng, tranh chấp. Bản mệnh đi đứng cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang, tai nạn bất ngờ. Thậm chí trong dòng họ còn có tin buồn, tang chế. Ở độ tuổi này, bản mệnh bước vào giai đoạn hưu trí, đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nên kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm sống tương đối phong phú. Không có gì có thể làm khó được, nhưng quan trọng là cần nghĩ thoáng ra, kẻo tự mua dây buộc mình, phiền muộn với những chuyện không đâu. Nếu vẫn đang tại chức, cô bác vẫn sẽ tiếp tục chăm chỉ làm việc để đảm bảo thu nhập và cũng là tránh để bản thân thụt lùi so với lớp trẻ. Còn với những người đã nghỉ hưu, bản tính hay làm khiến bản mệnh không muốn ngồi nhàn rỗi một chỗ, nên vẫn sẽ tìm một số công việc phù hợp với sức khỏe và độ tuổi của mình. Đó cũng là cách vận động nhẹ nhàng. Bản mệnh tích lũy được một khoản lương hưu hoặc tiền tiết kiệm nên vẫn có đồng ra đồng vào, tự lo cho bản thân và còn có thể hỗ trợ con cái khi cần. Tuy nhiên, đa phần tiền bạc tích lũy đó đều sử dụng cho vấn đề sức khỏe.
Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày một cùng cẩm nang dưỡng vận của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình của tuổi Ất Tỵ không ổn định do ảnh hưởng của tiểu hao và thiên hình hung tinh tác động. Mọi sự đều khó được như ý muốn. Các bác thường xuyên nổi nóng trong thời gian này. Về công việc, áp lực và khó khăn tương đối nhiều. Các bác cần phải làm thêm giờ hoặc dành nhiều tâm sức để đối mặt với những khó khăn mới. Đồng thời phải hành động thận trọng để tránh gặp rắc rối. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn nên cơ mặt không thể giãn ra được. Tuổi Ất Tỵ là người giỏi thao lược và nhanh nhẹn, thông minh, nhưng cũng không thể tránh khỏi họa mất tiền trong thời gian này. Nhiều lúc tưởng chừng như bản thân đã rất khôn khéo và cẩn thận mà vẫn không thể tránh được mánh khóe lừa đảo, sai sót trong sổ sách, tiền bạc, thu chi, đành chấp nhận thuận theo số phận. Về mặt tình cảm, những mối quan hệ hiện tại sẽ không có nhiều thay đổi. Những người độc thân có phần lạnh lùng và không cần tình yêu, vì quá tập trung cho cơm áo gạo tiền. Nếu đi ra đường gặp chuyện bất bình, chớ chen miệng vào, hành sự bất cẩn, coi chừng phạm tù tội hoặc bị dạ lây. Quý nhân là tuổi Thìn và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: đen, xanh lá. Con số may mắn: 43, 28, 91. Tử vi từ ngày 12 đến ngày rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Dịch mã soi sáng, thành công đang gõ cửa nhà tuổi Ất Tỵ trong những ngày này. Hy vọng các bác vẫn luôn tin tưởng vào bước đi hiện tại của bản thân và giữ được nhiệt huyết trong tim. Sự linh hoạt nhạy bén kết hợp với ý chí bền vững sẽ giúp các bác mau chóng vượt qua những thử thách trước mắt. Thời điểm này cực kỳ có lợi cho những người đang làm ăn xa quê, xuất ngoại hoặc làm công việc mang tính chất lưu động, xa nhà thường xuyên, bề trên sẽ che chở và chỉ đường cho bạn bước đi. Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi tiền của con giáp này. Cần cù bù thông minh. Dù không phải là người có trí óc xuất sắc nhưng các bác Ất Tỵ biết tận dụng ưu điểm và khéo ăn khéo nói, nên làm ăn rất được lộc, đặc biệt là người kinh doanh, khách hàng đến với các bác thì không thể không chi tiền. Về mặt tình cảm, những người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, bản mệnh và người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn mà cả hai đang gặp phải. Chỉ có điều khoảng thời gian cuối những ngày này, tâm trạng của các bác Ất Tỵ không được ổn do một vài chuyện không như ý, nên có phần khó tính và xa cách với những người xung quanh. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: tím, hồng. Con số may mắn: 96, 50, 13. Tiếp theo là cảnh báo đến tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 về ba hiểm họa cần tránh từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 và cách hóa giải. Một là tiểu nhân rình rập. Người tuổi Ất Tỵ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình, chớ nên khoe mẽ, ra vẻ ta đây khiến kẻ xấu nổi lòng tham tìm cách cướp mất công lao của các bác hoặc hạ bệ danh tiếng của các bác. Khi có đồng tiền dư giả trong tay, các bác cũng chớ cả tin nghe theo lời dụ dỗ mua hàng của người không quen biết. Các bác có thể mua phải những sản phẩm kém chất lượng, không được như lời quảng cáo. Hai là chi tiêu tốn kém. Trong thời điểm này, dù không tới mức tán gia bại sản, nhưng con giáp này dễ sa đà vào mua sắm không cần thiết. Nếu không thì cũng là phải móc hầu bao vì bạn bè, người thân, khiến túi tiền rơi đi khoảng không nhỏ. Đầu tư tại thời điểm này chỉ thích hợp với những người đã có tính toán cụ thể và nắm chắc về những rủi ro có thể xảy ra. Quan trọng là Ất Tỵ đang có nguồn vốn vững vàng trong tay và chỉ cần thận trọng khi hành sự thì vẫn có thể thu lợi như ý muốn. Song với những người mới đầu tư hay có ý định tham gia vào các lĩnh vực mình chưa có nhiều hiểu biết thì tốt nhất nên chọn thời điểm khác, nếu không bạn có nguy cơ mất trắng, thậm chí rơi vào dòng lao lý. Ba là tình cảm rạn nứt. Trong gia đình, Ất Tỵ và người ấy cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt. Điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chớ nên nhắc đi nhắc lại khiến cả đôi bên đều cảm thấy bực bội. Hãy hạ cái tôi cá nhân xuống, đừng bắt người ấy nghe theo mọi ý kiến của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu các bác sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Với người còn độc thân, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có nhiều điểm sáng, chủ yếu do các bác Ất Tỵ quá lạnh lùng.
tự tạo ra bức tường ngăn cách bản thân với mọi người xung quanh, khiến người khác ngại ngần không dám tiếp cận. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi, tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.